Dạ vâng ạ, Audio TMX xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu nhạc và ca hát. Ngày hôm nay thì em rất là chân thành cảm ơn anh Tuấn đã có tin tưởng và ủng hộ bên em một bộ combo karaoke. Mặc dù là trước đó cách đây 2 năm anh đã có ủng hộ bên em một bộ rồi, và sau khi anh dùng một thời gian anh thấy rằng là chất lượng rất là đảm bảo, rất là uy tín cũng như là rất là ổn định, và đặc biệt là cái kỹ thuật setup vang số của bên em rất là chuyên nghiệp, cũng như là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất là tuyệt vời. Thì tiếp tục ngày hôm nay, năm nay là năm 2022, thì anh lại tiếp tục anh tin tưởng và ủng hộ bên em một bộ combo karaoke nữa. Và đây là tin nhắn mà anh có nhắn tin cho em. Đã. Trước em có lấy bên anh một bộ rồi, gồm có cấu hình như thế này. Đó. Và anh lại tiếp tục anh có tin tưởng và chuyển khoản hết cái khoản tiền với cái bộ combo karaoke 13.500.000 bên em bao full phụ kiện và bao ship cho anh. Anh ở Sông Lô, Vĩnh Phúc nhá. Thì đủ thấy được rằng cái mức độ tin tưởng của anh Tuấn dành cho Audio TMX như thế nào, đúng không ạ? Một lần nữa rất là chân thành cảm ơn anh, cũng như là toàn thể những anh chị em yêu âm thanh và ca hát đã có tin tưởng và ủng hộ Audio TMX trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt là những anh em đang xem video clip này, cho phép mà TMX được gửi lời cảm ơn đã anh em đã theo dõi video clip này. Ngày hôm nay thì ở đây là em đã có test một bộ combo 13.500.000 cho anh Tuấn, gồm có một đôi loa bát 25, và anh cũng có nói với em là em sẽ chọn loa 5 bởi vì không gian, cái vị trí kê của nhà em nó không được cao, vì cái kệ em nó cao gần sát lên trên rồi. Thì em đã có chọn cho anh một đôi loa 5 với một cái cấu hình để đảm bảo được cái chất lượng âm thanh nghe nhạc và karaoke phải đủ được độ tơi của lời. Đó chính là em lựa chọn một cấu hình gồm có một bát 25 ở đây. Đó, em chưa tháo lưới. Và một đặc biệt là có một loa lời, phải đảm bảo rằng có một cái loa lời, hay nói một cái khác đây là loa 3 đường tiếng, phải có loa lời thì nó mới, cái lời ca của chúng ta mới được ca hát, của chúng ta mới được bay bổng được, nó mới được nhẹ được. Và một loa chép kèm, anh em thấy không, có đây nhá, cấu hình ở đây là dòng sản phẩm loa chính hãng của TRS với sử dụng công nghệ của USA anh em nhá. Đây đó, và sản phẩm này là sản phẩm loa bãi đẹp, cho nên là anh em sẽ thấy là nó rất là đẹp. Nguồn gốc xuất xứ loa này mới nó sẽ ra có giá là tầm 8,5 triệu anh em nhé. Thì hiện tại là gộp một combo cả bộ này lại thì em có chạy với một chiếc mic DB 350 Bluetooth, dòng mic phân khúc gia đình có kiểu dáng thiết kế sang trọng, đẹp mắt và chất tiếng lại rất là hay. Vì là sóng, vì là phân khúc gia đình nên sóng chỉ chúng ta không cần dài, chỉ cần từ 30m trở đùi thôi. 30m trở đùi vì anh em ngồi trong nhà hát mà. Cho nên là đảm bảo về chất lượng tiếng nhưng mà sóng sẽ thu hẹp lại, nên cái giá nó là ở phân khúc gia đình, rất là phù hợp cho anh em gia đình chúng ta đầu tư. Vì chúng ta gia đình chúng ta đâu có chạy ra sân chúng ta hát đâu, đúng không ạ? Nó rất tuyệt vời. Nên là em đã lựa chọn cái sản phẩm mic này DB350 Bluetooth, sản phẩm chính hãng anh em nhé, sử dụng công nghệ USA do công ty điện tử SIL phân phối. SIL. Tiếp tục để chạy với cái combo này thì hiện tại là cái sản phẩm S500B cũng của DB Acoustic. Sản phẩm này đang được làm mưa làm gió trên thị trường bởi chất lượng âm thanh rất là hay, kiểu dáng rất là đẹp. Trong khi đó với đầy đủ tất cả các tính năng, bao gồm có cả ứng dụng, có thể điều khiển qua ứng dụng Android nha anh em nhé, Android. Có cổng quang đầy đủ, đã có cả Bluetooth 5.0, rất là thuận tiện cho anh em sử dụng. Và một cái điều rất là đặc biệt ở chỗ là cái sản phẩm này lại có cả điều khiển từ xa. Cái điều khiển từ xa này giúp cho anh em chúng ta có thể cân chỉnh bass chép trên cái điều khiển remote này từ xa. Đó, bao gồm có cả mic nhạc, rất là tiện lợi. Và sử dụng các cái mode và các cái điều khiển âm lượng mic, âm lượng effect. Đối với riêng cái sản phẩm này em gửi đi cho anh thì anh cũng đã có rất là tin tưởng vào cái tay nghề cũng như là cái kỹ năng setup vang số của bên em. Cho nên là em đã có setup sẵn 5 mode cho anh nhé. Sẵn 5 mode luôn. 5 mode này thì bao gồm các cái chế độ echo gì vượt khác nhau. Đó. Và để chạy với cái cấu hình này thì em chạy với một con đẩy của V3 với mã là Nome 2.4. Sản phẩm này thì cũng như trong tin nhắn anh đã nói, anh đã mua cách đây là ít nhất là 2 năm rồi. Và cũng là chạy chiếc đẩy B3 Nôm này, để đủ thấy được rằng là hai năm nay hệ thống chạy đều rất là ổn định, không hề có lỗi lầm gì, thì tiếp tục anh mới lại tin tưởng bên em một lần nữa. Để thấy được rằng là B3 Nôm này rất là ổn định và chất lượng anh em nhá, không phải lo về chất lượng của B3 này đâu. Ok, cái mã Nôm này rất là bền bỉ theo thời gian, mà đặc biệt là chất tiếng của B3 thì có lẽ là em không cần phải giới thiệu nữa rồi, vì riêng B3 chất tiếng rất là hay. Thì để kiểm định cái chất lượng âm thanh ngày hôm nay cũng như là để test các cái chế độ cũng như là các cái mode được chạy hoạt động bình thường ổn định, thì sau đây em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta lắng nghe một đoạn nhạc em sẽ hát với cái bộ combo này để trước khi gửi đi cho anh cũng như là test chất lượng. Ok, ngày 30/4/1/5 thì cho phép Audio TMX gửi lời chúc đến toàn thể anh chị em bên gia đình được vui vẻ và hạnh phúc nha. Em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta lắng nghe một đoạn.
Em sẽ đang rất thích cái tiếng là xì, cái tiếng xì này khi hát nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác rất là phiêu. Chỉ với 13.500.000 bao ship full phụ kiện cho anh em. Rất là chân thành cảm ơn anh Tuấn cũng như là toàn thể anh em đã xem video clip này. Anh em có nhu cầu hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua số điện thoại là 0345 265 888. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip lần sau.